hè này, Maguire còn 2 năm hợp đồng với Manchester United kèm mức lương 240.000 đô la Mỹ mỗi tuần. Anh phải giảm lương xuống 150.000 nếu chuyển về West Ham. Để bù đắp cho khoản thâm hụt và thuyết phục Maguire chấp nhận ra đi, Man United quyết định chi 7,6 triệu. Theo tờ Sun, Man United và West Ham đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng Maguire với giá 38 triệu đô la Mỹ. Quỷ điểu, chịu lỗ 58 triệu đô la Mỹ so với lúc mua anh về từ Leicester City hè 2019. Thương vụ sẽ hoàn tất khi West Ham đàm phán xong các điều khoản cá nhân với Maguire. Maguire gia nhập Man United khi Ole Gunnar Solskjaer còn là huấn luyện viên. Khi đó, anh trở thành hậu vệ đắt nhất thế giới với giá 96 triệu đô la Mỹ. Trung vệ 30 tuổi chỉ mất kỷ lục sau khi Manchester City mua Josko Zvezdion hè này với giá 99 triệu. Sau khi chơi tốt hai mùa đầu, Maguire sa sút không phanh từ mùa năm 2021 đến năm 2022. Dưới thời Erik ten Hag, anh mất hẳn suất đá chính, với chỉ 8 lần xuất phát từ đầu trận trong mùa năm 2022 đến năm 2023. Hè này, nhà cầm quân Hà Lan còn tước băng đội trưởng của Maguire để trao cho tiền vệ Bruno Fernandes. Maguire chọn West Ham sau cuộc nói chuyện với đồng đội ở tuyển Anh Declan Rice. Trước khi đến Arsenal hè này với giá 134 triệu đô la Mỹ, Rice đã khoác áo đội bóng thành London suốt 8 năm. Mùa trước, West Ham chỉ xếp thứ 14 ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, búa tạ vẫn có một mùa giải thành công khi vô địch Europa Conference League lần đầu tiên. Mùa này, họ sẽ cùng Liverpool và Brighton dự Europa League. Ngoài Maguire, West Ham mới chỉ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Son Moe từ Cliftonville và tiền vệ Edson Álvarez từ Ajax, đang theo đuổi các tiền vệ trung tâm Jamie Brown của Southampton và Scott McTominay. Ở chiều ngược lại, họ bán Rice, hậu vệ trái Masuaku, tiền vệ tấn công Nikola Vlasic và tiền đạo Gianluca Scamacca. Man United chưa mua trung vệ để thay Maguire. Tuy nhiên, ngay đầu hè, Quỷ Đỏ đã đón trung vệ 35 tuổi Johnny Evans trở lại theo dạng chuyển nhượng tự do, bên cạnh hợp đồng với tiền vệ Mason Mount, thủ môn Andre Onana và tiền đạo Rasmus Højlund. Nếu sớm bán được Maguire, Man United có thể đẩy nhanh tiến độ đàm phán mua tiền vệ phòng ngự Sofyan Amrabat từ Fiorentina và trung vệ Jean-Claire Todibo từ Nice. Theo The Athletic, Kane đã chốt sang Bayern và chỉ còn chờ Tottenham Hotspur cho phép sang Đức kiểm tra y tế, hoàn tất vụ chuyển nhượng. Đội trưởng tuyển Anh đồng ý với các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng 4 năm mà Bayern đề xuất. Mức lương của Kane dự kiến vào khoảng 525.000 đô la Mỹ mỗi tuần, nhiều hơn gấp đôi so với mức lĩnh tại Tottenham Hotspur. Hôm qua 10 tháng 8, Tottenham Hotspur đồng ý đề nghị 110 triệu đô la Mỹ từ Bayern. Sau khi hai bên đồng thuận về mức phí chuyển nhượng, truyền thông Anh đưa tin Kane muốn ở lại do đang hài lòng với huấn luyện viên mới Ange Postecoglou. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, tiền đạo 30 tuổi đổi ý và chọn sang Bayern. Kane chỉ còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2024, và việc bán anh sang Bayern giúp Tottenham Hotspur tránh mất trắng vào năm sau khi tiền đạo này có thể rời đi theo diện cầu thủ tự do. Bayern cũng đạt được mục tiêu tìm người thay thế xứng đáng cho Robert Lewandowski, trung phong rời đội vào hè năm ngoái. Số tiền họ chi ra để có Kane cũng sẽ là kỷ lục chuyển nhượng Bundesliga. Kane quyết định sớm vì muốn ổn định tương lai trước mùa giải mới. Hai ngày nữa, Tottenham Hotspur sẽ đá trận ra quân với Brentford tại ngoại hạng Anh. Sau khi Kane ghi 4 bàn ở trận giao hữu thắng Shakhtar Donetsk 5-1 hồi đầu tuần, huấn luyện viên Postecoglou nói chuyện riêng với anh, yêu cầu Kane sớm chốt chuyện đi hay ở trước vòng đầu ngoại hạng Anh. Kane là cầu thủ ghi bàn tốt nhất lịch sử Tottenham Hotspur với 280 bàn sau 435 trận. Nếu tính riêng ngoại hạng Anh, Kane đã ghi 213 bàn sau 320 trận. Anh cần 48 bàn nữa để phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải do Alan Shearer giữ. Kane cũng đang giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Anh với 58 pha lập công. Mùa trước, Kane ghi 30 bàn ở ngoại hạng Anh, nhưng Tottenham Hotspur chỉ cán đích thứ 8 và không được dự cúp châu Âu mùa này. Đội cũng chưa đoạt danh hiệu nào từ 2008. Đây là một trong những lý do khiến Kane muốn ra đi, vì anh chưa có danh hiệu tập thể. Thành tích tốt nhất của anh là vào chung kết Cup Liên đoàn Anh 2015-2021, chung kết Champions League 2019 với Tottenham Hotspur và chung kết Euro 2021 với tuyển Anh. Brighton vừa chấp nhận đề nghị 139 triệu đô la Mỹ kỷ lục bóng đá Anh của Liverpool cho Moises Caicedo, tiền vệ được Chelsea săn đuổi từ đầu hè. Thương vụ kỷ lục này sẽ hoàn tất nếu Caicedo đồng ý sang Liverpool và hoàn tất các thỏa thuận cá nhân với đội chủ sân Anfield. Kỷ lục chuyển nhượng Anh được tính cho những thương vụ mà câu lạc bộ Anh mua hoặc bán cầu thủ, không nhất thiết là người Anh.
Chỉ tính từ đầu năm 2023, kỷ lục này đã hai lần bị phá. Hồi tháng 1, tiền vệ Enzo Fernandez được Chelsea mua về từ Benfica với giá 136 triệu đô la Mỹ, phá kỷ lục cũ 135 triệu của Jack Grealish. Đến tháng 7, Arsenal phải trả 137 triệu đô la Mỹ cho West Ham để sở hữu Rai. Caicedo được Chelsea theo đuổi từ đầu kỳ chuyển nhượng hè năm nay, nhưng không thể chốt giá với Brighton. Gần nhất, đội chủ sân Stamford Bridge ra giá 101 triệu nhưng bị từ chối. Hôm 10 tháng 8, Liverpool nhảy vào cuộc đua giành tuyển thủ Ecuador và mức giá kỷ lục họ đưa ra đã thuyết phục được Brighton. Theo Sky Sports, Liverpool đánh giá rất cao Caicedo và cho rằng khả năng ký hợp đồng với anh không mấy sáng sủa, nhưng họ vẫn muốn thử kể cả không thành công. Caicedo đã bày tỏ mong muốn ra đi với Brighton từ lâu. Cách đây 5 ngày, tiền vệ 21 tuổi dọn sạch tủ đồ của anh ở sân Amex và không trở lại đại bản doanh của Brighton. Brighton được cho là hứa để Caicedo chuyển sang Chelsea, nhưng muốn số tiền ít nhất 127 triệu đô la Mỹ. Caicedo được cho là đang ở London để chờ thương vụ đưa anh đến Chelsea hoàn tất. Tuy nhiên, sự chen vào của Liverpool có thể khiến mọi chuyện đảo chiều. Đội chủ sân Anfield chỉ cần thêm sự đồng ý từ Caicedo để chốt xong thương vụ này sau khi được Brighton bật đèn xanh. Nếu đạt được thỏa thuận cá nhân, Caicedo sẽ là tiền vệ trung tâm thứ hai của Brighton gia nhập Liverpool trong hè 2023. Trước đó, đội chủ sân Anfield đã mua nhà vô địch thế giới Alexis McAllister với giá 46 triệu đô la Mỹ. Bộ đôi này sẽ thay thế Jordan Henderson Fabinho, cặp trụ cột vừa rời sân Anfield để sang Saudi Arabia chơi bóng. Caicedo là tiền vệ phòng ngự hàng đầu ngoại hạng Anh mùa trước với số lần tắc bóng và cắt bóng đứng thứ hai giải đấu. Các thông số khác như đoạt bóng ở giữa sân, chạm bóng và chuyền thành công của anh đều trong top 10.